Ba. Thì Sadhana năng Paripun năng phép quy tâm bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phần tê dạ sinh vân. Bà na ti bà ta về ramani sẽ khả ba đăng sama diyami. Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana Veramani Sekha Bandang Sama Diyami. Con xin luôn giữ điều học là có ý đến xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Veramani Sekha Bandang Sama Diyami. Con xin luôn giữ điều học là có ý đến xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sekha Bandang Sama Diyami. Con xin mang giữ điều học là của anh xa sự nói dối. Sủ ra mê ra giam bách chấp bà ma đá tha na về ra mê ni sẽ khá bà năng sắc ma adiya mê. Con xin mang giữ điều học là cố ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura mê ra da ma cha pa ma đa tha na quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di da mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani Panchasikha Padani Sa Tukang Katawa Hạp Amadene Chaka Lăng Sama Rakhi Tập Bang. Chí thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với phương diện hành theo cho đến trọn đời chẳng nên gì vui. A ma phần tê dạ sinh vân. Si lên là xuất tịnh danh tỷ Na phô và sa ma đa si la ni pu tân danh tị ta sma si lăng so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thai. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Akasattha cha bhummattha rê qua naga mahitika punyang mano anumodantu chittang rakkhantu sasanang chittang rakkhantu no garu chittang rakkhantu nyatayo chit răng rác khăn tu pani no chit răng rác khăn tu no sa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh văn kiên chi cuộc sa la cầm măng ca ta bằng ghi ri văn ma ma
ca ye na wa cha ma na sa ti ra se su ga tăng ca tăng ye sa ta san ni no a thi ye cha sa ta a san ni no ca tăng buôn nhà ba lăng mai hằng pháp về ba di ba quan tu tế ye tăng ca tăng suy đi tăng điện năng buôn nhà ba lăng ma ya ye cha ta tha na cha nam ti đề qua gan tòa ni quê đại dung sắp bê lô cầm hi ye sa ta chi quan ta ra hệ tu ca ma môn nhân bộ cha năng sắp bê lập bản thủ ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hương dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hương hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng ti đăng vô nha ti năng hô tu su ki ta văn tu nha ta vô ti đăng vô nha ti năng hô tu su ki ta văn tu nha ta vô ti đăng vô nha ti năng hô tu su ki ta văn tu nha ta vô do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá quãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui y đăng quá tá mê bun nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú a na gá tê ca lê y đăng quá tá mê bun nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú a na gá tê ca lê y đăng quá tá mê bun nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú a na gá tê ca lê xin do sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát kế liền kiếp sau nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hằng độ nguyện thoát ba tay nước lửa binh nguyện hại chúng sanh khỏi quan kết nguyện cho nhân loại ráng tu hành nguyện gìn tam học giới định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tử khổ nguyện diệt tâm tham háo lợi danh nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sao quả đạo sớm biên thành. Dạ, con đã lễ bái tam bảo sinh giới xong. Dạ, chưa có thấy tín hiệu của cô tu nữ Như Pháp và Thượng tọa Tệ Quyền. Còn mấy phút nữa mới đến giờ. Kính mời Sip Trăng Đông cầm mic một chút nha. Dạ, kính mời Sip.
chan mangalani achin. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Và cảm ơn cô Sẵn Đông, cô Hóa Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tiểu đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu tràng. Và cảm ơn cô Su Kim. Như Pháp mến chào Hành Kiểm, mến chào cô Sẵn Đông, mến chào Thi Lâm, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào Tâu La Vị Nhé, kính chào Muôn Võ, mến chào cô Tâm Vân, mến chào cô Hồng. Kính chào cô Hiển Mộng, kính chào Ngào Sắc, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Pháp Niệm Tâm, kính chào Phật tử Bình Huynh gì đây, dạ. Mến chào cô Su Kim. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm vi ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sẵn Đông đã mở rung và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ. Hôm nay cái đường nét của Như Pháp nó kiếm chuyện quá, không vào được. Cuối cùng bây giờ dòng nét của con mà không biết nó rớt lúc nào đây. Thành ra không chắc ăn, không chắc ăn cho lắm. Dạ. Nhờ vào đường nét của con mà có cái nó cho vào, có cái nó lại không cho vào. Dạ, kính chào mẹ Đắc ơi vừa vào đầu tràng. Dạ, cô Rạng Đông ơi, hôm nay thì đại đức Định Đạt cho biết là thượng tọa Tây Quyền sẽ vào vãng giảng, mà bây giờ thì chưa thấy online. Cô Rạng Đông cầm mic dùng Như Pháp chút xíu ha, Như Pháp điện thoại cho thượng tọa Tây Quyền ha. Dạ, cảm ơn cô. Nam mô Bụt Thầy Giá, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tây Quyền vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh cho con biết được tín hiệu, cảm ơn cô Trạng Đông. Dạ,
Nam mô Bích Thai dạ. Như pháp kính mời đạo tràng cùng như pháp lắng tâm thanh tịnh cung kính pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tại quyền giảng giải bài học ngày hôm nay, giống như là một buổi khai mở lớp học trở lại học 423 câu pháp cú. Dạ Nam mô Bích Thai dạ. Dạ con xin phép mà được thỉnh pháp sư dài một chút xíu để sư có thời gian chuẩn bị. Dạ cảm ơn cô sư Kim. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Ram ma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ta tan cha li an thi wa rang a dia cha tha. San ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka đệ sê tu tham măng a nu cam bị măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na yán cha ca yán sua tan cha băng thăng a phi tham ta tham măng a cô ta yán tô ta tu sát cha đằng đăng ba bơ thà nãy dê và đi xa dạ mặt chê chúng sanh tất cả bốn hàng à như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng à trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản a phật nhận lời nhân chẳng nghĩ hơi nguyệt lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lập gia ngày dời chân sáng thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính tự có năm thầy thính dự pháp từ a đó là nhóm kiều trần như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cầm a đám mưa rành rơi khắp thế gian a bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi a chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tội mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Thai giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tề quyền từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay như là một cái ngày mở đầu của lớp pháp cú kinh. Con xin như pháp chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ thưa con kính nhân bích đến thượng tọa. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ quý vị nghe chúng tôi rõ, chúng tôi nói như pháp. Bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị.
Xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa De Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Nama Sami Subhatipano Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bố Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta khai mở lại cái môn Pháp Cú Kinh như thường hằng. Đây gọi là cái râm Pháp Cú, Pháp Cú Kinh. Thì chúng ta cứ diễn đi diễn lại những cái câu kinh này để chúng ta đọc, chúng ta nhớ từng câu kinh, từng tích truyện và cũng như là thích nghĩa. Với Phật Pháp thì nghe cho nhường tai và nhớ cho nhiều lần và thẩm sát được thì đó mới là một cái tinh thần. Quả thật mà nói 423 câu kinh này, kinh Pháp Cú này, chúng ta xem nó là đơn giản nhưng sự thật ra đó chính là nội dung, nồng cốt, nội dung chứa đựng nhiều cái lý tu, nhiều cái ý niệm, nhiều cái điển tích, nhiều cái câu chuyện ở đó xuyên qua để thấm thấu cho chúng ta ở ngách ngõ này và bờ kia của cuộc đời mà chúng ta đã được kinh văn dẫn lại, tích truyện nọ, kinh kia. Tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe chân vật kéo. Mano bhangama thamma mano sattha mano maya mana sacce buddhe na phasati va karoti va tatto nang dukkhamang ve ti cakkang va hato badang, vân vân. Đây là những câu kinh mà lẽ ra đối với những người xuất gia như là các vị sa di ở các nước quốc giáo, đặc biệt ở Tích Lan, thì các vị đó cần phải là những người học thuộc lòng. Dạ, như vậy đó. Thì đó chính là những cái câu chuyện, những cái tích chuyện, những cái đoạn kinh ngắn nhưng đều nó hàm tận và chiết bán, gửi cho ta nhiều cái ý niệm tu tập lớn. Nó chỉ một câu kinh Pháp Cú đầu thôi. Như bánh xe chân vật kéo. Hay cái câu thứ hai như bóng không rời hình, chai da qua tô và đăng. Những cái thiện ác của chúng ta làm, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Và kính thưa quý vị, 423 câu kinh Pháp Cú, có thể là một bản kinh mà được dịch ra nhiều cái thứ tiếng, đó chính là kinh Pháp Cú. Bởi vì nó như là một cái, nó như là một cái truyện cổ, nó như là một cái, như nó như là một cái những cái lời dạy mà răng đe mà để lại cho đời xuyên qua là từng câu kệ năm chữ, năm chữ để cho chính chúng ta mới hiểu biết được cái lời dạy Phật. Từng câu kinh đó, tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác, vân vân, thì mới nói được. Và nó chia ra nhiều, ở trong đó rất là hay. Phẩm song đối, tức là hai câu đối nhau, nó ý dẫn đầu rồi nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, hay là hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có, lấy từ bi diệt hận thù mới là định lực thiên tu, hay là chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Thì đó chính là cái song đối nó như vậy, song song từng câu để đấu nhau mà đối cái thiện cái ác, cái chấp cái không chấp, cái buông bỏ và cái cầm nắm của cuộc đời này. Do vì vậy cho nên Pháp Cú Kinh đã đi vào lòng người như là những cơn mưa nhẹ nhẹ, và sau đó cơn mưa sẽ lớn và cơn mưa sẽ thấm dần, và cứ như thế, như thế thì mặt đất này được thấm ướt. Cũng như thế, những bài kinh, từng trang kinh chúng ta đã học qua, đây là một ý niệm tốt đẹp vô cùng. Hôm nay khai mở lại cái câu, cái râm Pháp Cú,
nó có thể nói rằng chúng ta đã đi được 4 năm tour rồi. Đó cũng là một cái ý niệm tốt, đó cũng là một cái ý niệm hay, một cái việc làm thường xuyên của chính chúng ta. Đây là một thiện sự. Lời kinh vẫn ngân nga thở nào, cũng câu chữ đó, cũng lời lý đó, nhưng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Điều này chính Đức Phật Ngài tán thưởng, chính Đức Phật Ngài khuyến khích phải nghe Pháp nhiều lần, Pháp được nhiều lần, để từ chỗ đó tâm được an trú, tâm được kết nối. Hôm nay, câu Pháp cú đầu tiên của Phẩm Song Đối, Giám Mắt Cá Quát Gác, Mano bupang gamathama mano setha mano maya mana sache badothena pha sati va karoti va tato nang duk khamang ve ti chakang va va to padang. Tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như xe chân và kéo. Pháp cú kinh này Đức Phật Ngài thuyết tại Kỳ Viên Tịnh Xá, đề cập về trưởng lão Chắc Khúc Ba Lá, mà chúng ta gọi là trưởng lão, gọi là hộ mù. À, Ngài là trưởng lão hộ mù. Thì tương truyền, trong thành Sawatthi có một cái trưởng lão tên là Maha Suvanna, là một hấu phú hào, có gia sự đồ sộ, rất là to lớn, nhưng là hiếm muộn con cái. Thì một hôm nhân dịp đi tắm ở bến tắm về, thì dọc đường gặp một cái cây đại thọ, tàn nhánh xum xê, trên cây có nhiều cái thọ thần ngự trị. Nghe như thế thì ông ta bèn dọn sạch chỗ gốc cây và khiến xây một vòng tường rào cho trải cát ở bên trong. Sau khi trần thiết cờ xí xong, trang hoàng cái cây đại thọ, ông ta mới khấn và rằng: xin cho được một đứa con trai, dầu trai hay gái. Tôi cũng, dầu trai hay gái, tôi cũng. Cũng làm lễ cúng tế đến các vị thần. Thì nguyện xong ông ta lui vào nhà. Thì không bao lâu vợ ông ta mang thai. Ông ta chăm lo thuốc thang, cơm nước đầy đủ và cho bảo dưỡng thai nhi. Thì sau một thời gian, vợ ông ta trổ sanh một cái mụn trai. Ông Maha Suvanna này tin rằng nhờ ta bảo hộ cái rừng cây này hay là cái thần cây đó, cho nên mới được đứa con trai cầu tự này. Nên ông ta đặt tên là Ba Lá. Thì bà ta lại sanh một quý tử nữa, cũng đứa con trai sau. Nên phú ông đặt cho tên là Chu Lá Ba Lá. Một cái là đại hộ, một người con thứ hai là tiểu hộ. Và đứa trước ông ta kêu là Maha Ba Lá, là đại hộ, và cho khỏi có trùng nhau, tức một cái Maha Ba Lá và Chu Lá Ba Lá, tức đại hộ và tiểu hộ. Đặt tên cho nó là Ba Lá. Khi hai trẻ lớn lên, Maha Suvanna lại tìm chỗ xứng đáng để kết duyên lành. Thì tháng ngày qua mau, thì lần lượt người cha mẹ đã ra đi. Tất cả gia sản đều được anh hai anh em chia đồng đều. Thời bây giờ Đức Phật Ngài đang chuyển pháp luân, sau khi Ngài tuần tự du hóa nhiều nơi và Ngài ngự đến Chetavana Vihara là đại tự Bốn Kim Tự, do ông Anathapindika, tức là cấp cô độc, đã kiến tạo, mà phí tổn lên tới 540 triệu đồng vàng. Nếu Đức Phật khai thông cái con đường thiên giới đưa đến Niết Bàn, tiếp độ vô số chúng sinh chứng đắc thánh đạo thánh quả,
Như Lai chỉ có lưu trú ở một mùa an cư 3 tháng tại ngôi chùa Nikrotha, vốn là cái công trình mà hai lần 8 muôn quyến thuộc trong hoàng tộc Thích Ca, 8 muôn bên họ ngoại và 8 muôn bên họ nội, tự của Anathapindika, ngài lại cư ngụ mùa mưa, là mùa mưa 19 mùa hạ tại Bapparama của bà Visakha. Rồi ngài cũng an cư mùa mưa ở nơi đó 6 hạ, đó là nhờ công đức lớn lao của gia tộc này và Đức Phật ngài đã cư ngụ trong thời gian 25 năm gần thành Sawatthi. Ông Anathapindika cũng như bà Visakha hàng ngày đến hầu cận Đức Phật thường xuyên, mỗi lần hai lượt. Họ khi là không bao giờ đi đến cái tay không, mỗi lần từ nhà đến. Hai người đều nhớ rằng, nhớ mấy việc cái vị sa di nhỏ đang mong chờ những cái đồ dân cúng, họ sẽ nhìn tay ta. Khi đi trước buổi ngọ thì họ bảo gia nhân mang theo vật thực, lợi cứng, lợi mềm để cúng dường. Sau bữa ngọ thì họ mang theo những món thuốc như là bơ, sữa, mật, đường, dầu ăn, vân vân, và 8 thứ nước giải khát, những nước trái cây, nước trăm, sồi chuối, vân vân. Còn lại ở nhà riêng thì mọi người luôn luôn chỗ ngồi của 2.000 vị tỳ kheo về chuẩn bị phần cơm nước và thuốc men. Vị nào cần cái món chi thì cúng dường cái món y như ý. Ngày nào mà ông Anathapindika hỏi Đức Phật về một câu đạo lý, thì theo truyền ngôn thì sở dĩ ông không vấn đạo vì ông quá tôn sùng Đức Phật. Ông tự nhủ Đức Như Lai là một vị Phật chí tôn, là một bậc vương chí thánh thuộc dòng dõi quyền quý cao sang. Nếu ngài thấy ta hộ độ cho ngài nhiều rồi mới thuyết pháp cho ta nghe, sợ e ngài bảo ngài hao hơi tổn sức. Nhưng Anathapindika vừa an tọa thì Đức Phật lại nghĩ rằng, trưởng giả này cứ lo giữ gìn cho ta chỗ ở, mà ta chỉ cần được phải giữ gìn trải qua 4 A Tăng Kỳ, A Sang Khai Giá và 100.000 đại kiếp Maha Cấp Bá của quả địa cầu này. Ta đã từng cắt thủ ngôi ngôi khôi ngô tướng tước của chính mình, ta đã từng móc mắt, ta đã từng rút xương nơi quả tim ta đã từng đoạn ly vợ con yêu dấu nhất mà ta quý trọng, chẳng khác nào mạng sống của ta. Nhất nguyện để thành tựu hạnh ba la mật, ba la mi, ngõ hầu để có thể tuyên dương chánh pháp phổ độ quần sanh. Cái người này lo giữ gìn cho ta cái chỗ mà ta cần để được giữ gìn. Thế rồi Đức Phật thuyết ngay một cái bài pháp ấy, và bài pháp ở thành Sawatthi rất là phồng thịnh và đông đúc dân cư. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì phần lớn nhập dòng thánh lưu, chứng bậc thinh văn. Chư thánh cư sĩ thinh văn có hai phần sự: buổi sáng thì lo để bát hộ độ chư tăng, buổi chiều thì lo chuẩn bị lễ vật để đi nghe pháp. Khi đi, các vị ấy cầm hương qua trên tay hoặc dắt theo người để mang vải hoặc y, thuốc ngừa bệnh và nước giải khát. Thì một hôm trưởng giả Mahabala trông thấy các thánh nữ cư sĩ thinh văn đi đi chùa trên tay cầm hương hoa, bèn hỏi: hàng đại chúng đi đâu mà đông vậy? Thì có tiếng trả lời: ta đi nghe pháp, tôi cũng đi nữa. Thì nói xong, trưởng giả nhập theo đoàn đi đến chùa, đến nơi đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên và cùng và sau cùng ngoài vòng cử tọa. Trước khi Đức Phật thuyết pháp, Đức Chư Phật luôn luôn quán xét căn cơ trình độ của chúng của thánh chúng, rồi ngài mới tùy duyên mà giảng pháp về thọ trì quy giới, về pháp xuất gia chẳng hạn. Bởi thế ngài ấy Đức Phật, ngài ấy Đức Giáo Chủ, sau khi quán xét căn cơ trình độ của Mahabala, ngài đã thuyết cho một bài pháp tuần tự pháp xét căn cơ trình độ của trưởng giả Mahabala, nghĩa là ngài lần lượt giảng giải liên tục về 5 pháp kế tiếp nhau, từ bố thí trì giới, các nhàn cảnh, đến tội ngũ trần và phước báo của bậc xuất gia. Ngồi yên nghe pháp, trưởng giả Mahapala nghĩ thầm: khi mình ta lìa đời sang thế giới bên kia thì con trai con gái đều, nhà cửa ruộng vườn cũng đều bỏ lại, thậm chí thân ta cũng không còn làm bạn đồng hành, mà có ích chi? Ta phải mãi miết đeo vai cái gánh nặng gia đình, ta phải xuất gia mới được. Đợi dứt thời pháp, trưởng lão đến gần Đức Phật và ngỏ lời xin xuất gia nhập đạo. Đức Phật mới bèn trả lời: ông có quyến thuộc nào để hỏi ý kiến
Ni Từ: Dạ không, bạch ngài, con còn có đứa em trai, vậy ông hãy về hỏi ý kiến đứa, hỏi ý kiến đứa em trai. Dạ. Thì sau khi đến tạm biệt Đức Phật, trưởng lão Ba La trở về nhà, mời chú lão Ba La đến: Em à, tất cả những sản thức gồm có tôi tớ, động sản và bất động sản trong nhà này anh giao hết cho em trọn quyền. Còn anh thì sao? Thưa anh, em sẽ đi xuất gia với Đức Bổn Sư. Anh ơi, sao nói lời những lời đó? Từ khi mẫu thân từ trần thì em luôn luôn cậy ở nơi anh, thay vào cái chỗ mẹ, cho đến khi thân phụ quá cố thì em cũng cũng nhờ anh thế chỗ của cha và vả lại anh là bậc phú gia, tiền của thừa thải, anh cứ ở nhà làm việc phước cúng dường, hà tất phải đi xuất gia như vậy. Em ơi, anh vừa được nghe chánh pháp của sư, ngài thuyết pháp một thời pháp tuyệt diệu và cả đoạn giữa giảng rành mạch ba tướng mong manh xuân há sukhumang vô thường khổ phi ngã, khiến cho anh nghe qua ngán ngẩm sự đời, không thể chấp nhận, không thể tiếp tục ở nhà mà mong anh phải xuất gia. Thế hiện giờ anh cũng là thanh niên tráng kiện, xin hãy nán lại chờ khi nào anh già rồi hãy xuất gia. Em à, con người khi già nua rồi, chân tay không còn làm chủ được nữa, không thể điều khiển theo những ý muốn của mình, chính ngay bản thân hãy còn như vậy, huống hồ chi là gia đình quyến thuộc. Bởi thế anh làm theo ý nguyện xuất gia. Thế lại anh sẽ đi ngay bây giờ để thực hành đầy đủ giới hạnh của bậc sa môn. Tuổi già làm suy yếu, chân tay khó dạy biểu, người kiệt lực sức kiệt, lấy chi hành diệu pháp. Sau bài kệ, trưởng giam Ha Ba La nói tiếp: Này em, chí anh đã quyết, em dầu có can gián cách nào, anh cũng sẽ quyết chí xuất gia mà thôi. Thế rồi bỏ mặc nữa em, kêu gào khóc trưởng lão Ma Ba La, dứt tình ra đi. Đến nơi Đức Phật và ngự, và nơi ngài đang ngự và xin xuất gia nơi ngài. Thọ cụ giới tới sọ cụ túc giới xong, thì vị tỳ kheo ở chung cùng với đại đức để học tập, thu thúc trong thời gian mãn hạ. Đến hạ thứ năm, làm lễ tự tứ xong, tỳ kheo Ma Ba La tìm đến Đức Bổn Sư đảnh lễ và bạch hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, và vấn bạch hỏi Thế Tôn đảnh lễ ngài và bạch hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, trong giáo pháp của ngài có bao nhiêu pháp chánh yếu cần phải hành trì? Đức Phật dạy có hai pháp tất yếu, đó là pháp học và pháp hành. Bạch ngài, pháp học là pháp hành là thế nào? Thì theo trí tuệ của mình, học hỏi ôn nhừng một hay hai bộ kinh hoặc toàn bộ tam tạng kinh điển ghi chép Phật ngôn, sau khi thuộc rành mạch đem ra tụng đọc giảng giải để giáo hóa chúng sinh, đó là pháp học. Còn như cam chịu cái sự sống cảnh thanh bần, vui thích ở nơi thanh vắng hẻo lánh, ngày đêm nhớ tưởng đến những cái tính chất vô thường, dị diệt của bản ngã và rời cái trí kiêu căng, hành thiền minh sát dứt trừ phiền não để chứng đắc vô sanh. Thì bạch quá tôn sư, đệ tử Nai Cao Ni xuất gia xin không kham theo đuổi pháp học cho đến ngày thành tựu hoàn toàn, còn pháp hành thì đệ tử có thể làm cho kết quả mỹ mãn được, cuối sinh tôn sư truyền dạy đề mục cho con. Theo lời thỉnh cầu thì Ma Ba La được Đức Phật ngài truyền dạy cho thầy câu là thổi đầu đề mục để niệm được chứng đắc vô sanh A La Hán. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, thầy đi tìm một cái nơi và được 60 vị tỳ kheo làm đồng bạn đồng tu, rồi cùng nhau cất bước đi hành đạo được một quãng đường 100-200 do tuần.
Chư sư đến thị trấn nhỏ ở sát cái biên giới Mahapala, hướng dẫn đoàn tăng tỳ kheo đó trì bình khất thực. Dân chúng trông thấy vị tỳ kheo đầy đủ quay nghi tới hạnh nên phát sanh lòng ngưỡng mộ. Họ bảo sắp đặt đến nơi, sắp đặt chỗ, thỉnh chư tăng an tọa và dân cúng vật thực ngon lành. Xong mới hỏi rằng: bạch đại đức, chẳng hay đại đức có chi dạy? Này chư thiện nam, chúng ta đã tìm một chỗ tiện nghi, một chỗ tiện nghi thuận cảnh. Nghe đáp như vậy, những vị thu thúc trong cái nhóm người ấy tự nhiên hiểu biết trong chư tăng đang cần có chỗ để an cư kiết hạ. Họ bèn thỉnh khéo rằng: bạch chư tăng, nếu ngài có thể lưu lại tại nơi đây nhập hạ 3 tháng thì rất thuận tiện cho chúng con có chỗ nơi để thọ trì quy giới và cúng dường. Chư tăng cũng nghĩ chúng ta nhờ các bậc gia tộc này hậu độ, may ra có thể tu hành siêu sức trong 3 cõi được chăng? Thế nên quý ngài nhận lời thỉnh cầu. Nhóm người ấy sau khi được chư tăng chấp nhận liền khởi công xây dựng một ngôi đại tịnh xá, kiến tạo các cơ sở cần thiết tại để chư tăng tùy nghi sử dụng trong lúc ban ngày hoặc ban đêm. Rồi dân cúng đến tăng chỉ còn việc hàng ngày ôm bát vào thị trấn nhỏ khất thực. Thì sau khi có một số vị y sĩ đi đến tịnh xá hứa cung tụng chư tăng về những phương lược, về những phương trị liệu diệu dược thuốc thang, ông nói: bạch đại đức tăng, chỗ ở nào mà đông đảo thì không sao tránh khỏi những cái bệnh tật, và nếu như quý ngài hay đau yếu thì hãy báo tin cho tôi biết, tôi sẽ nguyện làm thuốc để chữa trị cho các ngài, ngài cứ dùng. Rồi ngài lễ nhập hạ Ma Chu Lá Ba Lá, và họ có tỳ kheo hỏi rằng: này cây hiền hữu, trong 3 tháng này chư hiền sẽ giữ mấy quay nghi? Bạch ngài, tôi sẽ giữ hết 4 quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Nói thế có hợp thời chăng? Chư hiền hữu chúng đương nhiên chẳng buông lung giải đãi trước cái sự việc này. Chúng ta đã thọ trì được minh sát từ nơi Đức Phật hiện thế và ân của Đức Đương Kim Đại Giác, chẳng có thể hưởng được một cái thái độ lưng chừng, mà hưởng được một thái độ dứt khoát, một tấm lòng vị tha mới được. Và lại 4 khổ cảnh ác đạo nhưng hiện chẳng chờ những người phóng dật, và kẻ phóng dật ắt sẽ phải như nhà của mình chẳng sai. Như vậy chư hiền hữu cần phải tinh cần dũng mãnh. Thì bạch ngài, còn ngài thì sao? Về phần tôi thì tôi nguyện sẽ giữ 3 quay nghi, sẽ không đặt lưng nằm xuống trong 3 tháng. Sa thú lành thai, bạch đại đức, chúng tôi cầu chúc cho ngài y như ý nguyện. Cuối tháng thứ nhất, đại đức Mahapala cảm thấy đôi mắt sống sang vì bỏ ngủ. Qua tháng thứ hai thì ngài bị đau mắt thật sự. Từ 2 khóe mắt, nước mắt của ngài luôn chảy xuống ròng ròng như 2 vòng suối tuôn. Tuy vậy, đại đức vẫn tiếp tục hành thiền minh sát cả thâu đêm, mãi đến lúc mặt trời sắp về rạng, đại đức mới ngồi vào tịnh xá. Khi đến giờ đi bát, các thầy tỳ kheo thỉnh đại đức, thì bạch ngài, đã đến giờ đi khất thực thì chứ thiền hữu. Và thế là ngài mới cùng đi bát. Nói rồi, đại đức tự mình đắp y đi mang ra. Chừng ấy các thầy tỳ kheo mới nhận 2 mắt của đại đức đã ràng rụa nước mắt, đã bèn hỏi: bạch ngài, ngài làm sao vậy? Này chư hiền, tôi bị gió làm sốn mắt. Bạch ngài, vị cư sĩ nọ cũng đã hứa giúp đỡ trị bệnh chư tăng hay sao? Để tôi báo tin cho ông hay biết. Thì phải đó, vậy này chư hiền hữu, chư tỳ kheo báo tin cho vị y sĩ này chế thuốc gửi chư tăng mang về dâng lên cho đức Maha Ba Lá Chu Lá Ba Lá. Ngài vẫn giữ cái quay nghi, ngồi nhỏ thuốc lên mũi, nhỏ thuốc xong, đại đức mới vào làng bảo y sĩ bèn phản hỏi rằng: bạch đại đức, con nghe nói đại đức bị trúng gió đau mắt, có phải không? Phải ông thiện nam. Bạch đại đức, cái thứ thuốc dầu mà của tôi để chế nhỏ lên, tôi chẳng có dâng cho đại đức hay đại đức để dùng qua chưa? Ta đã dùng thuốc của thiện nam rồi, vị y sĩ làm thuốc của mình á là chế được.
Nam Mô Bụt Thaya. Hình như là thượng tọa Thị Huyền Trích mít rồi, phải không cô Đăng Đông? Dạ. Con thấy cái nick của sư còn ở trong trong đạo tràng, nhưng mà con không thấy sư cầm mít, cũng không nghe được âm thanh. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không mít sư? Sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu à. Dạ, một lần nữa chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền. Sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con một tín hiệu à. Rồi, sư không nghe gì hết rồi. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, cảm ơn cô Sư Kim. Sư rời room rồi, sư sẽ trở lại thì chắc sẽ sư sẽ cầm mic được á. Dạ, con kính nhân mic đến sư. Dạ, chúng tôi bị té, quý vị nghe rõ chưa? Thì nhiều lần ngài không chịu nằm xuống nhỏ mắt, và cuối cùng có đôi mắt ngài mù. Có đôi mắt ngài, nó lại là không sáng nữa. Thì kính thưa quý vị, sau khi mà tiễn chân vị y sĩ mới đi về, đi đến cái chỗ thành, mới tuyệt nhiên thấy không thấy đâu nữa. Lúc đó thì ngài đã bị đôi mắt ngài đã bị hư rồi. Thì vị y sĩ này yêu cầu ngài cứ nhỏ thuốc đi, đừng có làm như vậy, nó sẽ đau khổ. Nhưng ngài Mahapala quyết định rằng dù cho ta có mất đi cái nhục nhãn này, nhưng ta cũng không bao giờ ta vẫn giữ trọn cái ngang quay nghi nằm của mình. Và cuối cùng thì ngài thành tựu được cái quả vị a la hán. Thì mắt ta dù có đôi mù, tai ta dù điếc, thân này bất an, trong thân tất cả cơ quan dù tê liệt hết, há màng chi sao, hổ ơi đừng vịnh cớ vào, buông lơi mối đạo lãng pháp hành. Mắt ta dù có mỏng manh, tay ta dù nặng, thân đành bất an, trong thân tất cả cơ quan dù hư hại hết, há màng chi sao, hậu ơi đừng vị cớ nào, buông lơi mối đạo lãng sao pháp hành. Mắt ta dù có tan tành, tay ta dù lũng, thân đành bất an, trong tâm tất cả cơ quan dù tiêu tan hết, há màng chi sao, hậu ơi đừng có cớ nào, đừng vị cớ nào, buông lơi mối đạo lãng sao pháp hành. Thì ngài ngâm kinh đến cầu kệ để tự quấn lấy mình, giữ cái quay nghi ngồi như trước, và lấy thuốc nhỏ lên mũi rồi vào làng khất thực. Vị y tỷ trong xế bèn hỏi: hôm nay là đức nhỏ lên mũi có rồi, thì bây giờ thế nào? Thì vẫn còn đau nhất như cũ. Ông Thiện Nam: sao thế? Thì ta vẫn ngồi nhỏ chứ ta không có nằm nhỏ nữa. Thì ông ta mới thì yêu cầu, nhưng ngài không chấp nhận. Và cuối cùng thì vị y sĩ này cũng không có thể cứu chữa được nữa. Thì sau đó ngài cố gắng ngài hành sa môn pháp, và cuối cùng thành tựu thánh đạo thánh quả. Thì bây giờ ngài đi bác rồi, chư tăng đến bính báo ngài đi. Nhưng bạch ngài: đã tới giờ rồi, về ngồi đi đi. Còn ngài thì sao? Mắt ta đã hỏng mất rồi, hết đường thấy này chưa hiền ngủ. Sau khi thấy đôi mắt của Mahapala đã mù cả thải, động lòng thì mới đồng tỏ lời an ủi bạch ngài: xin ngài đừng bận tâm chi nữa, tôi sẽ chăm lo cho ngài đàng hoàng tử tế. Thì cái đó, sau khi thi hành mọi việc của mình, chư tăng vào làng khất thực, trông thấy một vị đại đức nhiều không trông thấy ngài, bèn hỏi chư tăng: bạch đại đức, vị ấy đâu rồi? Vị thầy của chúng tôi đâu? Thì không đi, thì được nghe câu chuyện một cách rõ ràng. Họ mới gửi cháo, họ mới gửi cơm về để cúng dường. Rồi đích thân họ tham dự, đem cái cơm nước đến để đặt bát cúng dường đến tịnh xá để đảnh lễ ngài. Rồi ngồi xuống một bên bên chân của ngài và than thở. Một lát sau trước khi ra về, họ an ủi rằng: tôi hứa chắc chắn sẽ chu cấp phụng dưỡng để đức cho tới cùng.
xin Đức cứ đừng an tâm. Từ đó trở đi, mỗi ngày họ đều đem cháo cơm vật thực đến tịnh xá để cúng dường. Thì Đức Ba Ma Ba La vẫn thường lệ nhắc nhở các bạn đồng tu này, chứ tỳ kheo phải biết phục thiện, tinh tấn thực hành theo lời Phật dạy một cách rốt ráo cho đến kỳ tự tứ đó. Sau khi tất cả 60 vị thiền, 60 vị đều chứng đắc thiền định và đạo quả A-la-hán và tệ phân tích, sau lễ mãn hạ chư tỳ kheo về hội kiến Đức Phật, nên Đức Phật bạch ngài: chúng con muốn nên xin ý kiến của Thế Tôn. Khi nghe chư tăng nói, để Đức Ma Ba La suy nghĩ: từ nay ta mù lòa yếu đuối, đường xá lại trắc trở gian nan, phải xuyên qua qua rừng hoang, rừng rậm đầy rẫy phi nhân và ác quỷ. Nếu ta đi cùng chư tăng thì cả đoàn rất là khó, rất là mỏi mệt, còn e một mình thì đi bác không kiếm được, chi bằng ta để cho chư tăng về trước là hơn. Nói về đại đức ứng với bảo với chư tăng này: có chư hiền, các bạn hãy về trước đi, còn phần ngài thì sao? Nay ta già yếu, đường xa lại trắc trở gian nan, phải xuyên qua muôn cái rừng rậm hoang vu có nhiều phi nhân trấn giữ. Nếu ta đi cùng với các chư hiền thì gây thêm cản trở ngại, làm chậm trễ cuộc hành trình. Thôi chư hiền cứ từng tự đi về trước đi. Đức ngài xin ngài đừng làm như vậy, dù sao chúng tôi cũng quyết sẽ đi về một lượt với ngài mà thôi. Này chư hiền, không nên cố nài ép như vậy, thật sự ta chẳng hài lòng. Này chư hiền, không nên nài ép nữa. Khi nào ta gặp mặt chư hiền, ta có đứa em trai có hỏi về ta, thì xin quý vị hãy báo tin cho chú nó biết là ta đã bị mù đôi mắt, chắc chắn chú nó sẽ cho người đến để đón ta về. Thì sau khi đảnh lễ Đức Phật và từ giả cái trưởng lão Maha Ba La này đi, thì sau lời dặn dò đó thì chư tỳ kheo đến đi, thì có gặp trên đường gặp được coi như là Chu Lá Ca Lá và báo cho cái tình hình của Maha Ba La như thế. Vì một hôm sau chư tỳ kheo khi báo như vậy thì mới biết được rằng sư huynh của mình bây giờ đã bị mù. Trưởng giả Chu Ba La nghe qua rất là buồn đau và thở than. Nói tiếp rằng: bạch ngài sư huynh, bây giờ của tôi bây giờ ra sao, cầu mong quý ngài gửi đến cho mấy rằng đại đức ngày ma Chu Ba La Ba La muốn mong có một người đến để giúp ngài. Thì bắt đầu Chu La Ba La mới cho một cái đứa con của mình, tức là cháu cháu của Maha Ba La, tức là con của La Ba La, đi đến để hộ trì cho sư huynh của mình. Thì khi ấy chư tăng làm lễ cho Sa Di tế hộ giữa tháng để tập những cái quay nghi tế hạnh, nhất là tập cách đắp y, rồi tập cho cách, tức là phải tu tập với một thiếu nương, với một thiếu niên. Thì tế hộ ra đi một mình và đến nơi cái thị trấn nhỏ sát biên giới tại cổng làng. Tế hộ gặp một cái bô lão, bèn hỏi thăm: thưa trưởng lão, gần thôn trang này có ngôi thiền lâm tịnh xá nào không? Bạch sư: có. Vị nào trụ trì nơi đây, thưa trưởng lão? Ông trưởng: có một vị tỳ kheo tên là Maha Ba La, hiện sư ở đó. Bạch sư: xin lão trưởng hãy quan hỷ cho tôi đến đó và đi. Sau khi đi đến, tôi là cháu ruột kêu đồ đức đó là bằng cậu, khi đi đến đó thì được dẫn đường để đến tịnh xá. Sau khi đến đảnh lễ vấn an, tế hộ ở tịnh xá nửa tháng chăm lo quán xuyến các công việc lớn nhỏ giúp đỡ mà cho cái vị sư mù là sư bác sư cậu của mình, hết lòng phụng dưỡng cái người mà bị khiếm khuyết như là ngài Chu La Ba La một cách chu đáo. Và sau đó mới bạch với sư cũ, tức là sư cậu của mình: Chú La Ba La nhà hiện đang mong chờ sư cậu về, xin thỉnh sư cậu hãy đi về với chúng con. Thế thì con hãy cầm gậy dắt ta đi. Thì vị sư trẻ nắm cái đầu gậy cùng với vị đại đức đi vào trung tâm thị trấn. Nhóm thiện tính mới đón lời, ngồi mới bạch đại đức sửa soạn: chúng con biết được biết này chư thiện tính, hôm nay ta đi về đỉnh lễ bậc đầu sư, thì này chưa thiện do cái thiền tính thỉnh cầu để đức phải ở lại đến 5-7 lần cũng không được. Họ bèn tiễn chân ngài và đưa cho ngài một đoạn đường. Thì đến lúc mà cáo từ lôi gót thì họ ngậm ngùi liên tiếp. Thì kính thưa quý vị, Sa Di vẫy tay không rời
dắt cái vị đại đức tiếp tục cuộc hành trình cho đến một thôn trang ở ven cách Thanagara ở một thanh, nơi gần đó có một tịnh cư, có một cái ngài có một cái tịnh cư như lúc trước. Thì vừa ra khỏi làng bỗng nghe một vọng vọng ra một tiếng hát của một người đàn bà đang móc củi, vị sư trẻ sao xuyến khi nghe tiếng hát của người phụ nữ. Thì nói về năng lực của nam nhân sau khi mà mê ly sai xuyến cái thứ âm thanh trầm bổng du dương đó, thì bằng tiếng hát du hồn của phụ nữ. Cho nên có một lần Đức Phật này các thầy tỳ kheo, không có một âm thanh nào khác có cái năng lực chiếm trọn quả tim của người nam bằng thứ âm thanh này, đó là âm thanh tiếng nói của người nữ vậy. Thì mê mẩn cái giọng hò reo vị sa di cháu này của ngài Ma Pa La này, buông rơi cái đầu gậy đi xuống và cứ đi đến một cái chuyện lý do đi đến có chút việc nói đoạn, thì ông ta nghe đi đến tìm cái cô thôn nữ này. Và sau khi đến đó và ông ta đã phá giới với cô ta và mọi người ấy, thì vị đại đức mới suy nghĩ, ta vừa nghe tiếng hát véo von là tiếng của phụ nữ, bây giờ đây là bậc thinh, chắc ông sẽ gì này làm ông đến với ta đã có chuyện rồi. Thì sau khi làm cái việc riêng tư tế hộ là bây giờ tiếp tục lên đường. Khi ấy đại đức mới hỏi này, ông sẽ gì, ông đã làm cái chuyện tội gì rồi phải không? Vì sẽ gì ấy mới im lặng, dầu bị cật vấn nhiều lần vẫn không đáp. Thì vị đại đức mới bèn nói, kẻ phạm tội như ông không bao giờ nắm giữ gậy của ta được. Vị sư di trẻ kinh hoàng hối hận liềm cởi xả cái bộ y và bộ đồ của mình. Rồi ông nói, bạch sư cũ, trước kia con là một sư di nhưng bây giờ con đã xả giới hoàn tục, miễn con là không phải là người xuất gia, không làm cản trở, nhưng bây giờ cái việc tu hành thì thôi, con muốn sư cậu hãy đi về cùng con. Thôi bây giờ này con cứ đi đi, hãy kẻ nào mà phạm tội thì kẻ đó dù là cư sĩ hay xuất gia cũng không là ta cũng không cùng đi cùng đường. Người chàng đoạn đường này có nhiều phi nhân và cái đôi mắt của sư cậu mù lòa thì rất là khó khăn, nhưng ngài cũng vẫn một lòng, đấy là chuyện của ta, ngươi không cần phải lo nữa. Và ngài ngẫm lên một câu, than ôi mắt đã bị mù, đường xa vắng, đường còn xa vắng âm u lạnh lùng, thà nằm giữa chốn mông lung, quyết tâm quyết không kết bạn đi cùng đứa ngu. Than ôi mắt đã bị mù, đường còn xa vắng âm u lạnh lùng, đành liều thân chịu mạng chung, quyết không kết bạn đi cùng đứa ngu. Thì nghe qua bà kể tới hộ kinh hoàng hối hận và biết cái việc làm sai của mình quả thật nặng nề, rồi ông ta ôm chầm lấy và than khóc. Thì ngay khi đó cung trời đạo lợi, Đức Trời Đế Thích đang ngự trên ngai vàng, thạch anh của mình có màu vàng tươi như hồng nhung, có thể tự động hạ xuống vươn lên một tùy lúc vua trời mới ngồi hay đứng. Chiếc ngai vàng ấy làm ảnh hưởng của quy lực do cái quy lực giới đức của ngài, cho nên bỗng nhiên phát hiện, Đức Đế Thích nói thầm, kẻ nào muốn trước phế ngôi của ta đây? Đoạn ngài dùng thiên nhãn quán thấy cái vị đại đức. Thì ngày xưa thì có một cái vịnh rằng vua trời ngàn con mắt giữ mắt thần trong sạch thánh hộ, lánh tội tinh tội tình, sống đời tu khiết bạch, chúa trời ngàn con mắt nhìn thiên nhãn trong sạch, sư hộ trong giáo điều, vui đạo ngồi tự đắc. Thì khi ấy Đức Đức Thích mới nghĩ, ta mà bỏ qua không có giúp đỡ bằng cái tâm trong sạch này như cho vị sư này thì chắc chắn đầu ta sẽ không yên ổn và phải xuống giúp đỡ mới được. Thì chính Đức Trời Đế Thích mới đáp, mới đi xuống, mới dẫn dắt ngài Ma Chu La Pa La đi vượt qua cái con đường này. Và rồi ngay lúc đó đó thì ngài Ma Chu La Pa La biết đây là một vị thiên, biết là vua trời Đế Thích đã đến và đã cất tiếng bảo vua trời Đế Thích
Đức Vua Trời dẫn dẫn ngài đến đến ngài đến đến ngay cái nơi của trưởng giả Chu Lá Ba Lá và cất tiếng cho anh ta biết mình sẽ trở về. Thì sau khi ngồi xuống nơi cái người em của mình, thì trưởng giả mới kêu mới nói với này Chu Lá Ba Lá ơi, thật chính chúng tôi vừa từ tịnh xá thấy Đức Đức ngồi trong cốc mà ngài về vừa ngài vừa về nói vừa nó nói rồi anh ta đi luôn. Thì trưởng lão Chu Lá Ba Lá đi đến tịnh xá sau khi gặp ngài Ma Ba Lá thì mừng tuổi và mới hỏi vị sư huynh của mình trước kia đã em đã hết sức ngăn cản nhưng bây giờ phải chịu khổ như vậy, tại sao anh phải chịu như vậy? Thì sau khi trưởng giả quay về nhà mới đưa 2 tiểu đồng đưa đến cho xuất gia cho đại đức rồi giao phó cho chúng những phận sự để phục dịch và dặn thêm rằng hai sư mỗi ngày phải đi bát thọ lệnh những bậc thực cơm nước về dâng lên cho ngài. Hai vị sư này vâng lời chăm lo tất cả hai cái tỉnh thất cho ngài đại hộ và rất chu đáo. Một ngày kia nhóm tỳ kheo phương xa về ý kiến với Đức Phật về nơi đảnh lễ và ra mắt 80 vị đại trưởng lão xong thì chư tăng cùng nhau đi bộ trong tịnh xá đi gần đến nơi Ma Chu Lá Ba Lá thì vào buổi chiều đến thăm. Nhưng chiều tối lúc chư tăng sắp đi đi thăm thì trời vẫn còn ẩm u mưa to gió lớn cho nên khiến chư tăng quay trở lại và bây giờ thì trời đã tối mà mưa thì bão tới nơi thì hẹn đến sau hôm sau. Thì khi mà mưa tuôn xối xả xuống từ kênh đầu đến kênh giữa mới tạnh thì Đức Ma Ba Lá bản tánh chuyên cần tinh tấn, ngài chuyên đi kinh hành cho nên đến kênh cuối ngài cũng vẫn đi kinh hành. Không ngờ lúc ấy từ dưới đất á, một trận mưa đầu hôm á, mấy cái con mối cánh chúng bay lên chưa để Đức đi qua đi lại đạp rất nhiều. Hai ông Sa Di chưa kịp quét dọn nơi cái kinh hành đó đó thì chưa có tăng đến viếng chỗ đó đó thì thấy xác mối chết nhiều quá nằm la liệt mà trên con đường đi kinh hành của ngài Ma Ba Lá thì vừa mới mới đi đi trên đường này thì hai vị này mới nói ai và người mới đi trên đường này. Bạch chư đại đức, đó chính là thầy của chúng con. Hai vị Sa Di đáp, chư tăng bất mãn buông lời phán trách rằng này chư hiền hãy coi hành vi của ông Sa Môn này khi còn sáng mắt ông ta cứ nằm mãi không làm chi hết, bây giờ đôi mắt ông ta mù, ông ta kinh hành sát hại nhiều sanh linh, miệng ông ta còn nói ta sẽ hành động đúng đắn lợi ích nhưng việc làm của ông ta không đúng đắn lợi ích chút nào. Rồi chư tăng đem câu chuyện bạch Đức Phật thì bạch ngài ngài Ma Chu Lá Ba Lá tính thầm ta sẽ đi kinh hành sẽ giết rất là nhiều chúng sinh, chính mắt của các ông thấy ông ấy có giết chết những chúng sinh hay không? Bạch ngài chúng con không thấy. Các ông không thấy như thế nào thì ông ta cũng không thấy những chúng sinh như thế kia này. Các thịnh tỳ kheo các bậc đã đoạn lậu không còn tác ý cố hại sinh linh. Bạch ngài để Đức Ma Ba Lá có đầy đủ đức lành để đắc chứng A La Hán như thế tại sao còn phải chịu mù? Này các tỳ kheo, đó là tiền nghiệp bất thiện của ông ta vậy. Thì là nghiệp gì? Này các tỳ kheo hãy lắng nghe, trong thời quá khứ tại vương quốc Ba La Nại, khi ông ta là một du sĩ, khi ông ta là một y sĩ du phương trải qua khắp nơi từ thành này đến thôn quê, khi gặp một người phụ nữ đau mắt, ông ta hỏi bà có bị bệnh gì phải không? Tôi đau mắt, tôi không thấy đường. Đưa tôi xem thử thì dạ đây, thì liệu thầy có thể chữa trị được không? Nếu tôi chữa trị hết thì bà phải trả công cho tôi bao nhiêu? Và nếu như ông chữa cho tôi hết cái mắt sáng lại, tôi tình nguyện gả con gái đến là con gái, gả con gái đến làm tôi mộ cho ông suốt đời thì được lắm. Rồi y sĩ chế thuốc cho người phụ nữ ấy, chỉ có một lần thuốc mà mắt bà ta đã thấy lại như thường. Bà ta mới tính rằng mình trót hứa đem gả con gái cho ông ta làm tôi đồ rồi trong thầy thuốc này, nhưng e như thế thì ông ta sẽ nặng nhẹ khó dễ hành hạ con mình, chi bằng ta tráo trở dối gạt ông ta còn hơn. Vì thế lúc vị y sĩ đến nhà hỏi thăm bệnh mắt bà ta đã ra sao rồi thì người phụ nữ ấy lúc trước chỉ hơi đau sơ sơ thôi, còn bây giờ thì nhức quá rồi. Thì vị y sĩ nghĩ thầm mụ này muốn gạt ta để quỵt cái công của ta chẳng còn cái số tiền thù lao nữa, nhưng ta sẽ làm cho hai mắt bà ta mù luôn.
cho bà ta hết đói. Thì khi mà y sĩ đi về nhà có thuật lại câu chuyện cho vợ nghe, nhưng vợ ông ta lặng thinh không phát biểu ý kiến gì cả. Ông ta bèn chế ra một thứ thuốc có sức cái công phá rất mạnh, đi ngay đến nhà phụ nữ và nói dối, thúc giục rằng chị hãy nhỏ thuốc này liền bây giờ. Nhỏ thuốc xong thì hai con mắt của người phụ nữ ngất lịm y như ngọn đèn hết dầu, và ông thầy tá hỏa thì giả tâm ấy là tỳ kheo chắc khúc ba la hiện nay. Bà này các thầy tỳ kheo nghiệp ác chưa trả nghiệp ác chưa trả quả vẫn đeo đuổi con của Như Lai cho đến kiếp này, vì nghiệp ác luôn luôn sẽ làm theo cái ác, y như bánh xe chân Phật kéo. Sau câu chuyện này thì chỉ ra cái mối tương quan chặt chẽ. Đức Phật ngài sướng lên câu kệ chẳng khác gì một vị hoàng đế ấn một ngọc tỷ trên để đổ xuống cái xi măng để niêm phong một bức cẩm nang như là một thánh chỉ, mà tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác là vậy. Chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà cũng hết giờ luôn, để chi? Để nhầm cái câu chuyện này nó đặc biệt. Đọc muốn là hết giờ. Thì kính thưa quý vị, tâm ý chúng ta đã được nghe nhiều rồi. Và xin chị thích nghĩa một cách ngắn thôi. Mano Búp Băng, cô Như Pháp viết riêng một này con. Mano Búp Băng Gama Thamma Mano Sittha Mano Maya. Tâm sở hay là sở tâm là tâm dẫn đầu. Có tâm nổi bật, có tâm tạo thành. Chữ Mana, Mano, đây là tâm. Búp Băng Gama là dẫn đầu. Đi trước, Thamma là pháp. Mano Sittha, Sittha là trước hết hay là có cái tính nổi bật. Mano cộng với Maya là Phật tạo ra cái thành cái tâm, hay là Maya là tỉnh từ, là tạo ra là làm ra. Mana Sache Baduthena, nếu người nói Mana tức là nói hay là Baduthena nói hay làm với cái tâm xấu. Baduthena từ cái chữ tiếp đầu ngữ bá với cái chữ căn đút là coi như là xấu dở tệ đó. Pha Sativa Karotiva, tức chỉ những cái sự tồi tệ và do cái điều đau khổ ấy. Tato năng đúc khả măng quê tí. Tato là do cái điều ấy, một trạng từ. Từ điều ấy do măng là một đại từ, chỉ người ấy. Đúc khá hay là đúc khăn, đây là một động từ, đây là một danh từ trung tính là khổ đau. An quê tí từ cái chữ anú cộng với ví, có nghĩa đi theo. Tiếp tục ngữ anú là liền dọc theo. Chắc căng qua qua, hạt tô và đăng. Đây là chắc cá là bánh xe. Tham mà chắc cá đó là bánh xe luân chuyển. Vá cộng với ý vá là tương tự như thế. Vá hạt tô là của cái con vật đang kéo và đá bằng cái bước chân, có nghĩa rằng tự như bánh xe đi theo bước chân của con vật đang kéo xe, là thích nghĩa như vậy. Cái câu này tất cả chúng ta lưu ý, tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay làm bằng hành động ô nhiễm thì đau khổ sẽ bước theo sau. Ở đây nói đến cái tính nhân quả một cách rõ ràng. Tam nghiệp do thân, do khẩu, do ý. Tam nghiệp này thân ba, khẩu bốn, ý ba, mà ý tức là tạo thành quả gì thuộc bất thiện thì quả sẽ đau khổ, sẽ liền kề, là như vậy. Cho nên hành động thiện, xin lỗi, hành động ác này nó như là tát thô năng đúc khả măng quê tí chắc căng hoa hà tô bà đăng, như bánh xe lăn theo con vật kéo xe.
liên quan hành động quả ác là như thế, chắc chắn không thay đổi được. Nếu như tạo ác phải chịu quả ác, lời nói, hành động và sự suy nghĩ của mình. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây chương trình Room Phật Pháp, Room Pháp Cú Kinh, hôm nay chúng tôi giảng cái câu khai mở đầu tiên, cũng muốn cho quý vị nghe một câu tích truyện của ngài Chắc Khúc Ba Lá một cách đầy đủ. Và câu chuyện nó dài, thật là dài, mà chúng tôi cũng cố tình, chúng tôi cũng trùng thực lại cho quý vị một cách rõ ràng như vậy, để nó lên một cái ý niệm tu hành, một cái tâm của một người không còn có cái cố quyết, không còn cái cố sát. Chính ngài đã mù mà dẫm, vô tình dẫm đạp lên những cái con kiến, con mối, và bị người, bị các thầy tỳ kheo khiển trách, và Đức Phật đã nói đó là con của Như Lai thì không có sát giết, và đã diệt tận cái phiền não, không còn sinh tử khổ đau, là như thế. Nó cũng là nói tới tính nhân quả của nghiệp báo, tức là trồng đậu, trồng cam ăn cam, trồng ớt sẽ ăn ớt, là như thế. Nó sẽ đi theo cái vết chân, nó đi theo cái bánh xe, nó đi theo chân của con vật kéo hay hành động, việc làm của chúng ta, nó sẽ đi theo cái nghiệp riêng của chính mình, mà không thể trốn, không thể tránh được, phải mang theo, là như thế. Là kính chấm dứt thời gian trước nơi đây, trước khi dứt lời kính dân phụ phước lành đến trước trời, đến thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chính pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị giác linh, chân linh, ký linh tại chùa Bổ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, xin tất cả đều được an lạc, đều được tấn hóa, và mong tất cả chúng ta đều được là hạnh phúc, tấn hóa đạo pháp, và chúng ta thực hiện học nhiều pháp lành để được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Huyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Huyền. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Bà quả thư sâm băng đa lăng rác hành thư sáp bè đê quả thư sáp bà bụi đa nữ hạ quê nà sá đa sá thê gô văn trù tê. Bà quả thư sâm băng đa lăng rác hành thư sáp bè đê quả thư sâm băng hàm ma nữ hạ quê nà sá đa sá thê gô văn trù tê. Bà quả thư sâm băng đa lăng rác hành thư sáp bè đê quả thư sâm băng sáng khá nữ hạ quê nà sá đa sá thê gô văn trù tê. Tất cả hạnh phúc hàng con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Ngoại đức của chư Phật, do nhờ ngoại đức của giáo pháp, do nhờ ngoại đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả cố tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.